Là khi lòng đầy giông bão, mệt mỏi với áp lực cuộc sống hàng ngày. Là khi thèm lắm bữa cơm mẹ nấu. Là khi chênh vênh khi không có bất cứ điểm tựa nào. Là khi bạn đang cách xa nhà hàng trăm dặm. Mình nhớ thuở còn đi học, mỗi mùa hè, mình hay nằm vắt vẻo đọc truyện cạnh cửa sổ. Đôi chân gác lên song cửa, nghe tiếng gió mát rượi, phía sau lùa vào từng đợt, thả mình vào cuốn sách đang đọc dang dở. Không gian dễ chịu ấy không ít lần dỗ mình vào giấc ngủ, đến nỗi quên cả giờ đi cắm cơm. Tuổi thơ mình cũng khá dữ dội, với những lần đi trộm hoa quả nhà hàng xóm cùng lũ bạn thời tắm chuồng, cũng chuồn chuồn cắn rốn tập bơi, cũng những chưa để cho tội ác lên ngôi bằng cách không ngủ, theo nhau ra đồng bắt ốc. Sau một mùa hè màu da khác biệt rõ rệt ở phần cổ và cánh tay, lúc ấy thấy lũ bạn đen đen là mình cũng phải đen cho bằng bạn bằng bè. Tuổi thơ cũng là những ngày coi nhà còn nóc, khi tót sang nhà hàng xóm chơi và bấm bụng, chạy sang tí rồi về. Nhưng tí ấy kéo dài đến tận trưa, sau tiếng gọi như hò đò của cha mẹ và những màn nát đít vun vút của giòi tre. Ngày ấy thú vị của lũ nặc nô hàng xóm là cứ đứa nào bị đánh, tụi kia ngó xem rồi cười hi hí hả hê. Mất mặt lắm, nhưng rồi cháu nào chả đến lượt, nghiệp quật chả trượt đứa nào. Vấn đề là ăn đòn trưa, chiều hay tối mà thôi. Trong đám trẻ cùng xóm, mình là đứa con gái lớn tuổi nhất và cũng hay bày trò nghịch ngu nhất. Như là cắt tóc cho mấy đứa ít tuổi hơn, những kiểu đầu quả xoài, cóc gặm, ra đời trong tiếng khóc thét của hai đứa con gái và tiếng chửi về âm vực trầm bổng, to đồng mà ngu từ phụ huynh hàng xóm. Còn mình cũng từng bị mẹ đập cho túi bụi khi dám lấy kéo cắt tóc một bên ngắn một bên dài, như kiểu đầu của ca sĩ nào đó ở trên TV. Vậy là năm học tới, lũ bạn tròn mắt thấy mình như kiểu đầu Mỹ Linh. Lý do là cắt cho mát kiểu Hawaii. Chứ thực ra là chị cắt tóc đã cố hết sức, không cứu vãn nổi nữa. Lớn hơn một tí, thì mình biết rằng đứa con gái da đen là không xinh, nên hạn chế đi lượn và nằm nhà đọc sách, có khi là cả mùa hè luôn. Thế giới sách của mình khá đa dạng, từ những cuốn truyện tranh quốc dân như là Doraemon, Conan, Nữ hoàng Ai Cập, cho đến những cuốn hoa học trò, truyện ngắn, truyện vừa, tản văn, hồi ký, tiểu thuyết của các tác giả trong và ngoài nước. Những cuốn truyện nhiều chữ này được anh người yêu chị gái mình ngày đó học Bách khoa Hà Nội gửi về, có nhiều cuốn còn nguyên chữ ký của tác giả. Với mình đó là kho báu vô giá, mình đọc đi đọc lại khá nhiều lần. Có những cuốn mình còn nhớ mãi như là Rào chắn cuối cùng, Những chàng trai tháng 12, những câu chuyện mất tích thần bí của loài người. Tiếc là kho báu ấy được quyên góp vào tủ sách đồng nát trong một lần dọn nhà của mẹ khi mình lên đại học. Biết được chuyện ấy mà buồn như mất cả một khoảng trời riêng của tuổi thơ. Tuổi thơ của mình cũng vô số lần xin tiền mẹ đi mua tem và phong bì, gửi bài đăng lên báo hoa học trò. Ngày ấy con bảo mẹ là con phải có nhuận bút, con mua kem đãi mẹ. Mẹ chỉ cười, nụ cười kiểu cứ ngồi đấy mà mơ đi con ạ. Và các bà mẹ thì luôn đúng, tin mình đi. Vì sau khi thuộc lầu lầu địa chỉ tòa soạn báo hoa học trò số 5 Hỏa Mã, khi viết trên phong bì tầm 10 lần thì mình tắt hẳn cái mộng tưởng về sự nghiệp viết bài kiếm nhuận bút. Tuổi thơ mình chắc đáng nhớ nhất là khi hết thời trung học. Vì sau khi lên phổ thông, mình hay có tâm lý sống nhanh và muốn đốt cháy giai đoạn, muốn là người lớn, muốn khẳng định cái tôi hơn. Buồn thay, khi bạn cứ mộng mơ về những điều viển vông ở thế giới người lớn, thì tuổi thơ của bạn cũng vụt mất lúc nào không hay. Theo dòng chảy thời gian, mình lớn đầu, có những ước mơ riêng. Mình từng mong muốn trở thành một phiên dịch viên, năng động, xinh xắn, tự tin. Nhưng mà sau khi tạch đại học nguyện vọng 1, nơi cho mình khá nhiều kiến thức xã hội, địa lý, lịch sử. Tiếc thay là hồi đó mình chỉ một lòng muốn học IELTS để theo sự nghiệp dạy tiếng Anh vì ước mơ còn dang dở kia. Mình thậm chí còn có cả chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
tất cả đều sẵn sàng cho sự nghiệp dạy tiếng Anh như đã dự liệu từ năm thứ hai đại học. Rồi bằng một quyết định lịch sử, mình sang đây làm việc và giờ các bạn có những bài viết từ điệp viên Trung Quốc dài kỳ. Công việc viết lách như một điệp viên tự phong đem đến cho mình nhiều điều thú vị. Lắm lúc nghĩ, như này cũng khu phết nhỉ? Nhưng mà nhìn kỹ thì chẳng qua là mình cô đơn lắm đấy các bạn ạ. Những ngày này, lòng nhiều giông bão, như một con chim bị nhốt trong lồng, muốn bay đi tìm mẹ, bay về tổ nhưng mà không được. Mình đã có một khoảng thời gian chênh vênh trong nhiều lựa chọn. Mình đã từng tưởng là mình ổn, cho đến khi ai đó nói chuyện với mình. Hóa ra là mình còn gặp vấn đề trong việc diễn đạt cảm xúc nữa. Lúc thì lạc quan vui vẻ, lúc thì như một con người khác, đắm chìm mãi trong bế tắc, tự biên, tự diễn. Mình biết mình cũng nghĩ chưa thông. Có những ngày cố tỏ ra là mình ổn, nhưng trong lòng thì buồn tênh. Mình vẫn đi làm, vẫn có những dự định, thậm chí còn toang cả một cái startup, rồi lao vào đầu tư bất động sản, rồi get stuck với những vấn đề của gia đình. Tất tần tật cộng lại, mình ở xa, vô dụng và bất lực, không về được lúc này. Sự tự tin mất dần, thỉnh thoảng thấy thông báo về bình luận của độc giả trên những bài viết cũ, đọc lại mình cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mình đã từng tươi tắn và lạc quan đến vậy, viết bài truyền cảm hứng đến thế, nhưng thời gian khá dài vừa qua, mình không tìm được cảm hứng cho chính mình nữa. Chuỗi ngày liên tục, giả vừa ổn, nghĩ mình ổn, đặc lưỡi, mình ổn mà. Cuối cùng, kết lại thì vẫn toang toác bởi những hôm gọi cho con bạn thân, khóc như mưa như gió. Mày ơi, giá có ai đó thương tao lúc này. Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải lựa chọn, hoặc là A, hoặc là B, hay là C, trong những hoàn cảnh nhất định. Không thể chọn cả A, B, hay thậm chí là A, C, vì không phải bạn muốn là được. Vậy nên là có đôi lần, mình để mất những người tốt và thương mình thật lòng. Những ngày lòng nhiều sóng, muốn giá mà không có Covid, mình phi thẳng ra sân bay, xách hành lý về nhà, rồi muốn ra sao thì ra. Lớn rồi, mình sợ sinh nhật. Mỗi năm sinh nhật, mình chỉ ước giá như mà trong ngày sinh nhật của mình, được ngồi trên cỗ máy thời gian của Doraemon, về lại từng mốc thời gian mình muốn trong quá khứ, để có thể tử tế hơn, ôm ai đó thật chặt hơn, nắm tay ai đó lâu hơn, và nhìn kỹ họ hơn một chút. Vì những người từng đi qua cuộc đời mình, mà mình chưa kịp cảm ơn, bởi cái sự sống vội, sống như sợ ngày mai không chạy nữa là chết. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta cứ cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, để đến khi đủ trưởng thành để học cách yêu một ai đó, thì họ không còn ở đó nữa. Cái giá của trưởng thành luôn là vậy, là không chỉ có niềm vui, mà còn có cả ngàn tiếc nuối. Mình hiếm khi viết bài buồn, vì mình thấy nó toxic, nó không có giá trị cho người đọc. Điều này không đúng với tiêu chí viết bài của mình. Nhưng mình cũng không nên cứ là một ai đó, mình cố ép để trưởng thành. Cứ là mình, và thành thật với mình, ít nhất là với cảm xúc khi đang gõ những dòng chữ này. Rằng mình cũng có những lúc không ổn lắm đâu. Mình cũng như bao người trẻ khác, đang chênh vênh giữa những lựa chọn của cuộc đời. Mình cũng từng buồn cuộc đời này khi mà nó vả mình sắp mà lở liên tiếp, mà mình chưa vả nó lại được lần nào bao giờ. Jack Ma từng nói, nếu khóc mà giải quyết được mọi vấn đề thì ngày nào tôi cũng khóc. Cái sự buồn cũng vậy. Buồn buồn một tí thì thơ, chứ buồn buồn nhiều tí thì đơ cả người. Mưa bão nào rồi cũng qua, bão lỏng càng thế, rồi cũng sẽ có lúc bình tâm khi chúng ta nghĩ thông suốt. Mình biết lý thuyết thì hay lắm, nhưng thực hành mới là câu chuyện khác. Nhưng có sao đâu, lắng nghe nó, trùng xuống với nó một chút, để biết rằng là mình không phải cái máy, cũng có tâm tư, cũng có tình cảm, và cần được yêu thương. Mình nhớ Pu từng nói, hoàn cảnh nó vẫn vậy, chỉ có tâm thế của cậu thay đổi, rồi mọi thứ mới thay đổi thôi. Muốn tâm thế thay đổi, cần có thời gian để điều chỉnh lại chính mình. Và giờ thì mình biết,
mình lại cần chảy cối với cuộc đời này để trở thành huyền thoại thôi. Ngày hôm nay, nếu cũng đang muốn về quê và thấy lòng mình trống hoắc, hãy gõ chúng ra, có thể cho ai đọc cũng được, mà giấu biến đi cho mình cũng được. Vì mình đã thử và thấy ổn hơn. Khi mình gõ những dòng này ra, lòng mình đã bình ổn trở lại rất nhiều. Dù lúc nào đó, thời điểm nào đó không xa, mình sẽ lại lên cơn và suy nghĩ bi quan. Nhưng mà chẳng sao cả. Ngay cả khi trong khoảng thời gian tối tăm nhất, hãy cũng nghĩ đó là cơ hội để chúng ta tạo ra một thứ ánh sáng của riêng mình. Hãy thôi dằn vặt và trách móc bản thân nếu chẳng may mà chúng ta đưa ra một lựa chọn không được đúng đắn cho lắm. Bởi biết đâu, chính vì sự sai lầm ấy lại khiến cho chúng ta được đến những nơi mà chúng ta cần đến thì sao? Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào sparoom.com để tìm đọc thêm. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại!